nhằm góp phần giúp cho các hộ dân có điều kiện thoát nghèo. Nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã triển khai vận động có hiệu quả quỹ vì người nghèo. Thông qua công tác vận động quỹ vì người nghèo đã phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, giúp cho các hộ nghèo có thêm điểm tựa vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân ngày vì người nghèo 17 tháng 10 hôm nay, chương trình có phóng sự về hiệu quả các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ chăm lo nhà ở cho hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Ở tuổi 72, lại là lao động chính với nghề đương cần xé, để lo cho gia đình 4 nhân khẩu. Những năm qua do hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Văn Chính ở khóm 7 phường 2 chẳng dám mơ ước sửa lại căn nhà tươm tất. Nhờ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vận động hỗ trợ, 2 tháng nay gia đình ông đã có được căn nhà vững chắc, ổn định cuộc sống. Nhà trước kia thì nó quá là sập sệ, rồi nghe là nước nó ngập. Rồi khóm 7 với phường 2 á, đi xuống cho 50 triệu là cái quỹ người nghèo á. Cái nào mà mua, cái nào tận dụng thì tận dụng. Để mà làm lên được cái nhà này cũng rất mừng, cũng cảm ơn đảng và nhà nước quan tâm. Để đồng hành hỗ trợ hộ dân thoát nghèo, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề ra kế hoạch và chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo cụ thể cho từng cấp, nhằm tạo nguồn chăm lo đời sống cho hộ nghèo, nhất là xây mới và sửa chữa nhà ở. Thông qua nhiều cách vận động linh hoạt, đổi mới của từng địa phương, đến nay nhiều hộ nghèo cận nghèo đã có thêm cơ hội thoát nghèo khi có được căn nhà khang trang. Nhờ mặt trận xã rồi chính quyền xã đã hỗ trợ cho tôi được 50 triệu tôi cất căn nhà, bây giờ tôi được căn nhà mới như vậy khang trang vậy tôi rất mừng. Mặt trận thì cũng có một số cái giải pháp để thực hiện. Cái thứ nhất là vận động cái hộ dân tích cực đóng cái quỹ vì người nghèo. Cái thứ hai nữa là vận động cái nhà tài trợ để hỗ trợ thêm về xây dựng cái nhà. Ở năm 2023 thì Mặt trận xã cùng với Ủy ban xã đã vận động 14 căn thì khoảng 700 triệu đồng, thì vượt khoảng 600% đối với kế hoạch của xã năm nay. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận quỹ vì người nghèo được hơn 49 tỷ đồng, vượt hơn 70% so với kế hoạch năm 2023. Từ nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng mới 672 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 42 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với cái sự quyết tâm và quyết liệt của các cấp, các ngành, các cái tổ chức mà đến thời điểm này thì cái quỹ người nghèo của tỉnh đã vận động là vượt cái chỉ tiêu đề ra. Thì thông qua quỹ đó thì chỗ mặt trận tỉnh cũng như là mặt trận tổ quốc cơ sở đã tập trung chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là đối với cái xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn của tỉnh. Qua đó đã góp phần thực hiện cái mục tiêu là giảm nghèo bền vững. Nhờ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết cộng với chương trình trợ giúp con giống để phát triển sản xuất từ quỹ vì người nghèo hàng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đã góp phần tích cực trong việc đồng hành giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững để không ai sau.